Hello, Ninh Rong Rong xin kính chào tất cả các anh em hồng sư đã đến hoặc là quay lại với cái kênh của Võ Minh Tân. Rồi, thay đổi chút xíu cho vui vui anh em ơi. Đầu tuần mình mới vừa tiếp thêm năng lượng xong rồi anh em. Bây giờ mình sẽ review cho anh em sơ bộ về cái banner của VinSP quay lại. Đây là cái hình ảnh của banner lần này. Thì điểm nhanh qua là các gói trong sự kiện lần này. Đây anh em, có một gói 9.000, anh em nạp hàng ngày được 3 vé quay. Đây là cái vé quay sự kiện lần này nè anh em nha. 120 kim cương và 30 thế lực. Rồi, bên cạnh đó anh em sẽ có những cái gói khác, ví dụ như là gói này 98 kim cương được tới 3 vé anh em nha. Anh em mua mỗi ngày được 5 lần 15 vé, với giá chỉ có 490 kim cương. Trời ơi, nó rẻ kinh dị, nó rất rẻ luôn anh em nha, nó rất rẻ luôn so với bên Trung bên Đài, nó rẻ hơn phân nửa anh em, chứ bằng cái phân nửa thôi, cực kỳ rẻ. Đây là một cơ hội cực kỳ tốt cho những ai chưa có Vin SP. Nhà mình khuyên nha, những ai chưa có Vin SP thì ráng lấy nha, tại con Vin SP là mỗi con tướng meta còn rất là lâu. Tính tới thời điểm mà mình đang làm clip cho anh em á, thì là con Vin SP này sẽ còn chơi được ít nhất là từ 1,5 năm đến 2 năm nữa nha. Con Vin SP này còn chơi lâu lắm, cho nên anh em ráng đầu tư lấy một em Ninh Đông Rong về nha. Rồi bên cạnh đó thì anh em sẽ, nếu anh em vô đây, vô vòng quay đây, mình sẽ cho anh em coi nha. Thì anh em sẽ, đây là vòng quay Vin SP quay lại nè. Thì trên này anh em sẽ không thấy cái dấu cộng đúng không, tức là anh em sẽ nghĩ là cái vé này không đổi được. Mà đúng là những cái banner mà con tướng SP quay lại á nha, mình áp dụng luôn cả bên Trung Đài á, thì là không có dùng vé tím để đổi qua được anh em. Nhưng mà nó lại có một cái đãi ngộ cho sự vơ việc của mình. Đây anh em vô đây, anh em sẽ thấy cái mục dưới này. Đây anh em thấy không, đổi được nha anh em. Đây đổi được, trời ơi, cụ thể thần quan đó, và chọn thức tỉnh tâm nguyện của anh Vinh nè, đó đổi được anh em nha. Trong cái chỗ shop kim cương này anh em có thể đổi từ vé thường qua được nha, hoặc là anh em mua nên đem, đừng có mua cái này. Nhưng mà mình khuyên anh em là nên dành hàng ngày anh em mua cái này đi anh em, khoan đổi vé vé tím ra, tại cái này nó quá rẻ anh em. Cái vé tím anh em mua mắc hơn rất nhiều, thường thường á vé giá rẻ nha, mà anh em mua 10 vé tím là 840 hay là 890 kim cương gì đó, nên tỷ lệ là rất, nó mua cái này rẻ hơn rất nhiều anh em. Chừng nào anh em hết kim cương á thì anh em mới đổi thôi, em không thể nào mua cái gói này được nữa thì anh em mới đổi vé tím qua, còn không thì mình khuyên anh em đừng nên đổi nha, nên mua gói vé hàng ngày và sự kiện này kéo dài tới 10 ngày là anh em. Mỗi ngày 15 vé thì 10 ngày là 150 vé đúng không, 150 vé. Rồi tới đó anh em thiếu gì đó anh em tính tiếp nha. Rồi giờ các cái móc quay của banner lần này á, 30 60 90 thì quá quen thuộc nha, có chọn giữa vé chiêu dụ nguyên hồn toàn hệ thể toàn hệ, hoặc là cái hồn sư cao cấp ngẫu nhiên có tỷ lệ 12,5% đang lên Vin SP. Rồi mất 150, chúng ta sẽ có là chọn một trong ba phần quà này. Tại vì mình là cái server cũng cũ rồi, cũng đã mở map cốt 3 vạn cho nên mới có này. Còn anh em nào thì 2 vạn hoặc là SR tùy server nha. Rồi cái này chiêu vụ nguyên hồn của tướng quay lại ha, hoặc là chọn cái này hồn cốt tứ chi, cốt lõi là thân đầu của nhưng cũng tùy server anh em, thì có thể là 2 vạn hoặc là SR. Rồi ở mức 230 anh em sẽ có cái cốt tay nha, cốt tay của Ninh Vinh. Thì mình khuyên anh em nếu đã chơi banner thì ráng cho mấy cho mình ít nhất là cốt tay nha, cốt tay để mà anh em phải đi được BVE. Rồi hoặc là anh em chọn cái này, hoặc là chọn cái này, nói chung là tới đây rồi anh em chọn chú ý cái này thì mình thôi ha, bỏ qua hai cái này đi. Rồi tới mức 320 thì anh em có được lựa chọn là lấy được cái cốt đầu. Cốt đầu này là nó có một cái dòng cơ bản này nè, là nó sẽ dành cho BVE, cũng rất cũng khá là nhiều anh em. Nếu mà nên cho nên á, nếu anh em lấy được thì mình khuyên anh em lấy hết. Nói chung là Vinh Vinh tất cả những cái đồ liên quan đến Vinh anh em đều phải ráng lấy, thì một tướng chơi cực kỳ lâu dài và nó búp cho team cực kỳ mạnh nha. Rồi bên cạnh đó nếu anh em quay ra được con Vinh rồi á thì anh em sẽ có cùng quyền hải thần, thì trong đây anh em sẽ có tỷ lệ ra hải hồng hoàng thần tứ ha. Những anh em sập phẩm mới thì mới cần, còn những anh em sẽ có cũ thì hồng hoàng này đó là, hoặc là dư rồi.
dư giả, tại vì anh em có hồn đậu khí, mỗi tuần cho một cái hồn hoàng 10 vạn thì nó quá dễ rồi. Hoặc là anh em chọn cái hồn cốt SR6 sao tự chọn, đây trong này có cốt hiếm. Cái này hộp này nói chung là cực kỳ ngon, nói chung là hộp này đối với mình rất là ngon nha, thì một số chỗ mình chưa có 6 sao. Rồi hoặc là cái cốt này, cốt thường này mình có thể pha nhưng mình lên từ từ được, còn cốt hiếm thì rất là khó nha, tỷ lệ ra đã ít rồi mà lên sao cũng khó. Rồi cốt SP6 sao tự chọn bên 2 vạn 5, đây là cốt hiếm nha, mà nói chung là 2 vạn 5 anh em lên 6 sao dễ. Mình cũng có một cái clip mà để cho anh em có cái cách để mà lên 6 sao một cách tích cái hồng tinh á. Anh em nếu mà chưa biết thì có thể tìm lại cái clip đó đó coi, nằm trong cái mục mà nếu anh em tìm á, thì trong cái danh sách cái những cái mẹo chơi game á. Rồi còn bên này là có sự tự chọn nè đó. Rồi ở bên hồn cốt hung thú SP6 sao tự chọn bên này là cốt 3 vạn, đây cốt 3 vạn 5 mà 6 sao luôn. Cho nên nếu mà mình có chơi á, thì mình lấy cái hộp cốt này cũng khá là ngon anh em nha. Khá là ngon, tại vì lên tới 3 vạn á, hồn tinh khó tích lắm anh em, chứ không có đơn giản như 2 vạn 5 đâu, nó khó tích hơn nhiều. Rồi bên này đó là cốt thường 6 sao luôn, 6 sao khỏi coi có cỏ không thì nó đã mát sao rồi. Rồi bên cạnh đó anh em có cái quà lễ ngộ tăng sao, đây mình thì mình đã full sao rồi cho nên mình vô mình lụm thôi. Mức 4 sao anh em sẽ được cái gì, đây anh em được 10 vé quay sự kiện này tiếp, hai cái tim hảo cảm với 5 cái hộp hảo cảm cho 6 ha, 5 sao. Bây giờ là có nguyên hồn chứ không, khi mà tướng quay lại sẽ không còn cái cục hảo cảm nữa anh em nha, mà có nguyên hồn đấy. Rồi 6 sao có thêm một cái nguyên hồn nữa nè, 7 sao là thêm một cái nguyên hồn nữa đó, bằng chí vĩnh hằng với năm này. 8 sao là được thêm một nguyên hồn nữa, một cái xúc xích này tăng sát thương cao cấp nha, tăng sát thương cao cấp, búp sát thương cao cấp toàn thể. Rồi đó là sát thương ngon nhất ở thời điểm hiện tại nha, nó cao hơn cả sát thương cuối luôn. Rồi tiếp theo ở mức 9 sao, đây anh em được cái đó nó xích nó nữa, cái này được tự chọn luôn. Bên này phụ trợ thôi. Rồi bên này có hình như là có sao nữa, có cỏ luôn đúng không, không không cỏ này mà ơi. Ok hảo cảm. Rồi mức 10 sao thì không có skin đâu nha anh em, mà được hai cây xúc xích đặc biệt, ê quên, hai xúc xích tăng sát thương cao cấp. Rồi cái đầu được chọn trong hệ phụ trợ thôi, với này hợp hảo cảm đây vừa xấu đấy. Với mình thì những quà này cũng rất là ngon anh em, tại nhân viên mình nguyên hồn vẫn chưa lên được cao hơn. Đây 10 vé anh em thấy không, thì 10 vé này mình sẽ để coi nó có tỷ lệ đổi ra với tím, đây nó có tỷ lệ đổi ra với tím không, ta đang gọi lại coi. Đây đây có anh em, đây là được 5 vé tím nè. Rồi mình để đi, mình tính sao, tại mình thấy cái hộp cốt 6 sao mình cũng thích, khá là thích, nên mình tính toán lại. Rồi thì anh em nào chơi cái Vinh này thì anh em ráng lấy giùm mình nha, ráng lấy, tại vì Vinh này thật sự là rất là ngon và cần thiết luôn. Bây giờ mình cũng nên đi phân tích cái hồng hoàng của Vinh cho anh em không nhỉ? Rồi ok cái gì vậy, nó mất cái hồng kỹ kia rồi, để tự nhấn một tắt quy áp đi rồi thấy hỏi gì đâu. Đây rồi, cái Vinh này thật sự là quen thuộc với anh em nhiều rồi. Anh em chưa chơi cũng như là đã chưa có, như là anh em cũng tìm hiểu về Vinh khá nhiều rồi đúng không, nên là không biết là mình làm cái sự phân tích này với sự dư thừa cho anh em không đây. Rồi mình nói với anh em luôn là anh em đi BVE thì anh em đi giùm mình là full 1 nha, full 1. Còn đi BB là anh em đi có thể là Hồng Hoàng 1, anh em đi nhánh nào cũng được, tùy anh em nha. Cái này tùy anh em, một cái đẩy tốc, một cái là tăng chịu thương nha, tăng chịu sát thương. Rồi với là X ha, 2 2 2.
Đó là BVB nha. Còn nếu anh em đã mở WeApp rồi thì anh em không còn quan trọng giữa hồng hoàng 1 và hồng hoàng 4 nữa ha. Nhưng mà anh em chỉ để hai cái hồng hoàng này ở mức hồng hoàng 2 là được, nhánh 2 là được. Rồi thì về thuộc tính hồng hoàng á, thì anh em đi full 1 á, thì anh em đi giùm mình là tinh thần lực nha. Và mỗi một cái anh em tính làm sao, ví dụ như là mình là cái hồ, tại vì anh em biết cái hồng hoàng 4 của Vinh đây nó sẽ tăng rồi đây ở lầu 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 hoàng 2 bị nhầm anh em đây. Cụ thể thường thử Liên Minh Vinh cứ có 200 điểm tinh thần lực nha, thì tỷ lệ tăng thuộc tính của mỗi tầng thần thần ngụ tăng 10%, tốc độ chỉ là 2.5%, thì anh em nó tăng mỗi mức là 200 nó mới có tác dụng. Ví dụ như là 200, 400, 600, 800, chứ mà bây giờ anh em là 399 mà nó ví dụ như đi thì nó sẽ không khác gì với 200, mà nó phải lên được tới 400 thì nó mới khác biệt này, hiểu không? Thì mỗi một mức nhảy đó là 200. Thành ra thì thuộc tính hồng hoàng mỗi nhánh một á, anh em nâng làm sao mà tinh thần lực, đúng không? Nhưng mà nếu anh em set ấn á, thì hiện tại con Vinh nó sẽ giữ cái ấn bạo kích. Thành ra nếu mà thiếu á, thì anh em tính toán làm sao. Ví dụ như anh em đang nâng lên khoảng được 600 tinh thần lực, đúng không? Bây giờ anh em đeo thêm một anh em đeo bốn cái hồng hoàng. Ví dụ anh em đeo bốn cái hồng hoàng này. Cái gì vậy trời? Có cái này trong đây đi. Rồi, ví dụ như anh em bốn bốn hồng hoàng, ba cái hồng hoàng này với lại hai cái hồng hoàng 56 này nó đã kích cho anh em được 600 tinh thần lực rồi á, thì anh em không thì à, thì bây giờ anh em có đeo thêm một viên nữa ở đây á thì cũng lên khoảng 600 mấy 700 hay gì đó, ví dụ vậy, thì nó vẫn không kích được dòng. Thì anh em có thể đeo cái viên ở hồng hoàng 4 này á là khoảng là tỷ lệ bột kích, để anh em tăng cái tỷ lệ bột kích lên lấy cái ấn nha. Nói chung là anh em phải tính toán dựa theo cái acc của mình, dựa theo cái cách anh em tinh luyện hồng hoàng nữa. Và anh em nhớ khi mà anh em vinh mà từ 9 sao trở lên thì nếu anh em không có cốt đầu suy biến nha, đây không có cái cốt đầu suy biến này mà cứ cốt thường trong cái banner thôi á, thì anh em không được đeo, nhớ nhắc nhấn mạnh anh em không được đeo hồn hoàng 4 này 10 vạn nha. Nhấn mạnh nha, rất là nhiều người đeo hoàng 4 này 10 vạn, đó là sai lầm lớn. Anh em chỉ đeo hoàng 4 này 10 vạn khi mà cả nhánh một là, đúng không? Tức là nhánh một nha, em đang nói nhánh một 10 vạn, khi anh em chỉ đeo khi có cái hồn cốt đầu suy biến. Còn anh em đeo có hồng hoàng 2 á, đeo hoàng 4 nhánh 2 á, 10 vạn là anh em đi đi nên đeo để đi PVP nha. Đây. Nó sẽ kích một cái dòng rất là đặc biệt. Mà anh em phải 10 sao mới được. Thời gian lĩnh vực nếu qua 10 hiệp phe địch, phe ta chiến thắng. Tức là từ lúc nó bật cái lĩnh vực này lên, qua 10 hiệp của phe địch thì là mình auto thắng. Tức là bây giờ ví dụ anh em yếu hơn đội đối phương thì anh em có thể build chịu đòn. Anh em ráng làm sao mà nếu là build tốc và build chịu đòn á, thế là anh em biết là mình gây đam cho họ không 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 có đam. Ví dụ như mình biết trước đánh với người đó, mình đánh họ không gây đam được, thì mình sẽ build làm sao cho con Vinh này nó được đi 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 sớm, càng sớm càng tốt, đi đầu trận càng tốt luôn. Thì nó sẽ bật lĩnh vực lên, đúng không? Thì qua 10 hiệp của phe địch mình không chết thì phe địch sẽ thua, trận đó mình sẽ được tuyên bố là mình thắng. Đây là mình phân tích cho những anh em nào chưa biết nha, những anh em biết rồi thì là quá dễ rồi. Thì cái cốt đầu của Vinh nha, cốt đầu trong banner nha. Nên giờ mình vô banner đi, nó công mình bấm cái kia anh em này không hiểu. Thì cái cốt đầu này nó hỗ trợ cho PVP rất là nhiều, cái dòng này nè anh em, dòng 4 sao nè, nó thay đổi cái điều kiện thời gian lĩnh vực. Nếu phe địch ít hơn phe ta 2 người trở lên nha, ví dụ như mình 6 người, bên kia chỉ có 4 người nha, 4 người, 3 người, 2 người, 1 người đó, thì sau khi qua mai qua qua 10 hiệp của nhân vật bất kỳ, hồi nãy anh em nhớ cái dòng kia là nó ghi là 10 hiệp phe địch không, còn này là 10 hiệp nhân vật bất kỳ, tức là tính luôn cả hiệp của bên mình nữa, thì thành ra cái 10 hiệp nó qua rất là lẹ thì phe ta sẽ chiến thắng luôn đó. Và chỉ có hiệu lực cái chức năng thi đấu này nè, thấy không? Cho nên cái hồn cốt đầu này nếu anh em mà nhắm chơi được PvP luôn á thì ráng lấy cho mình. Nói chung là mình khuyên anh em nên lấy, đừng có bỏ cái cốt nào của Vinh cả. Tại cốt đầu này sau này siêu biến này anh em thấy không? Rất là mạnh. Khi mà nó dù như ra cốt siêu biến mà anh em không có cốt thường này anh em xài cũng không được. Thành ra anh em ráng lấy luôn cái cốt đầu cho mình nha. Đây là một con tướng mà hầu như là không bỏ được cái cốt nào hết á. Cốt nào cũng ngon cả. Cốt nào cũng cần hết. Đó.
mình không phân tích Hùng Hoàng lại nữa, mình sẽ nói những cái điểm chú ý thôi, tại vì Hùng Hoàng thì đa số anh em cũng có nhiều clip để coi rồi, đúng không? À, anh em lục lại những cái clip cũ của mình, những cái combo nào mình cũng có nói về con Vinh cho anh em rồi. À, ông hình như là mình có một cái clip nói riêng về Vinh luôn. Có nha anh em. Có, anh em vô xem lại giùm mình nha, nếu anh em cần thông tin về Vinh SP. À, rồi để mình xem. À, thôi để một hồi mình trong phần mô tả đó, mình sẽ để cho cái link về cái bí việc mà đập cốt ha, đập cốt lên 6 sao với cốt 2 vạn với lại phân tích về Vinh ha, mình sẽ để hai cái link đó trong cái phần mô tả đó. Anh em nào cần thì vô bấm nha, à, cho nó dễ đi. Hỗ trợ anh em luôn cho nó dễ, không anh mới tìm. Rồi Vinh thì đeo bộ gì đó, nguyên bộ chi chủ nha anh em. À, mình thấy là nguyên bộ chi chủ khá là ngon, khá là phù hợp với Vinh. Rồi còn gì để nói với anh em không ta? À, anh em build tinh thần lực của Vinh lên càng cao càng tốt và ráng set được 6 ấn cho mình nha, ráng set được 6 ấn. Thì bây giờ mình set theo cái meta hiện tại đi. Meta hiện tại là meta mình đang bây giờ, ví dụ như chỉ trí của con kiếm này là con Hạo, là tính theo meta hiện đại nha. À, thì là con kiếm này hoặc là con Hạo hoặc là thậm chí là con Tuyết sẽ lấy ấn công nha, con Thác Bạc Vân sẽ lấy ấn tóc, được chưa? Rồi con Thiên Đạo Lưu sẽ lấy ấn máu, con Bị Đông này sẽ lấy ấn tinh thần lực nha anh em, tinh thần lực, tại vì xét trên hai con này cái ấn tinh thần lực đối với con Bị Đông ngon hơn là con Vinh nha. Rồi tiếp theo Vinh sẽ lấy ấn tỷ lệ bạo kích và Ba Tắc Đông sẽ lấy ấn bạo thương nha. Đây mình sẽ vô đây cho anh em coi luôn. Đây anh em sẽ thấy cái 6 cái ấn. Đây mình đang nói với những anh em chưa chưa rành nha anh em. Còn những anh em đã rành rồi thì có thể xem cho vui nha. Đây 6 cái ấn này nè. Và mình sẽ nói luôn từng cái nghĩa của từng cái từ này ha. À, cái chữ này viết tắt của chữ speed tức là tốc độ ha. Cái này là ATK là attack là tấn công. Cái này là condition, à, là máu ha, sức chịu đựng đó nè nha. Cái này là spirit là nguyên linh hồn á, tức là tinh thần á, tinh thần lực á, lộn nha. Còn cái này là radical là tỷ lệ bạo kích. Còn cái này là hồi trước mình dịch là cái gì mình quên mất rồi. À, radical hit dam, radical hit damage nha, tức là dam dựa trên tỷ lệ bạo kích là bạo thương nha. Rồi đó là 6 cái ấn anh em ha. Rồi về cái việc có một cái ấn rất là đặc biệt là cái ấn công, thì anh em đừng có ấn đừng 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 có tăng mát vô một cái điểm công, anh em chỉ cần tăng làm sao nó lấy được ấn công mà được. À, ví dụ con kiếm của mình đi, hôm qua mình có xét lại là ấn công hết, đêm nay mình chỉnh cho anh em coi thử. Ví dụ như bây giờ mình đang là 131 lực công đúng không, thì hiện tại là con co lực công của con kiếm mình là cao nhất trong cái team này, thì bây giờ mình sẽ xét làm sao nó vừa đủ lấy ấn công mà nó sẽ được tăng thêm bảo thương, thì đam nó sẽ to hơn là anh em full công nha. Thì bây giờ mình sẽ giảm thử, bây giờ trong này coi cao nhất tụi này đã chỉ có 64 triệu thôi, 64 nè. Con này là 57 nè. 37. Ý, con này bật quy áp rồi á mà, à đúng rồi, một chi cực kỳ quan trọng. Rất nhiều anh em hiểu lầm ở cái việc này. Tức là khi mà anh em bật quy áp ha. Mình nói lên cho những anh em mà bây giờ 8 bit mà bây giờ vẫn còn bị lầm ở chỗ này, là khi anh em bật quy áp lên á thì con Vinh nó sẽ set ấn như thế nào? Nó sẽ set tất cả các chỉ số của anh em trước khi bật quy áp. Ví dụ như vậy, mình tắt quy áp đi, thì hiện tại là ví dụ như tỷ lệ bạo kích của mình là 102, anh em thấy không, 102 thì nó sẽ lấy cái 102 này nó so với những cái con tướng còn lại, thì con nào có cái tỷ lệ bạo kích cao nhất nó sẽ lấy cái set ấn tỷ lệ bạo kích, chứ không phải là khi anh em bật quy áp lên này nè, bật lên nó tới 247, không phải, nó không lấy cái này nha, nó không có lấy cái đó. Ví dụ như con Vinh mình nè,
tỷ lệ một kích nha. Đó. Bình bình thường là 138 đúng không? Cái này là 102. Thế nên cái ấn tỷ lệ một kích sẽ thuộc về con Vinh. Đó, nó nhớ nha, nó xét nó sự, tất cả chỉ số nha. Tấn công, HP, tỷ lệ một kích, tinh thần lực, bạo thương, nó đều xét dựa trên trước khi mở quy áp. Chỉ có một chỉ số tốc độ này là nó sẽ xét sau khi mà anh em bật quy áp thôi. Đó, chỉ có một cái dòng này thôi là con Vinh nó xét sau khi bật quy áp thôi. Còn lại là đều xét trước khi bật quy áp hết. Đó là cái việc xét ấn của cái Hồng Hoàng 2 của Vinh nha, Hồng Hoàng 2.1. Thậm chí là Hồng Hoàng 2.2 luôn. Đó, nhiều người lầm cái đó lắm, à, cho nên mình nói rõ cái đó. Rồi bây giờ tiếp tục là bây giờ mình xét lại cái vụ con kiếm nha. À, và anh em nào mà đang chơi kiếm thì cứ bật quy áp con Vinh lên mà chơi nha. Thì nếu mà có đầu siêu biến rồi nha, có đầu siêu biến rồi thì bật quy áp Vinh chơi. Còn anh em mà chơi tuyết á, thì hình như là chưa bật được. Tại vì anh em bật lên thì anh em sẽ bật lĩnh vực, thành ra tuyết không bật lĩnh vực được. Rồi để mình xét ví dụ như bây giờ mình hạ điểm con kiếm xuống. Đó, những cái này là mình cũng lưu ý cho những anh em khi mà chơi Vinh á. Giờ ví dụ như là 114 triệu ha, bây giờ mình tăng hết cho bạo thương đi. Đấy. Để mình vô mình coi coi nó còn lấy ấn được không. Hay là nó giành ấn của con Ba Tắc Đông. Tại Ba Tắc Đông lấy ấn bạo thương, nếu mà nó tăng như vậy nó có qua Ba Tắc Đông hay không. Anh em coi thử nha. Rồi, anh em thấy không? Nó đã vẫn giữ ấn tắc nhưng mà nó đã qua bạo thương của Ba Tắc Đông rồi. Thành ra Ba Tắc Đông bị mất cái ấn bạo thương, bây giờ mình phải hạ cái bạo thương của con kiếm xuống. À. Giờ mình còn có 5 ấn anh em thấy không? Đấy. Vào đây. À, 2657 đúng không? Bây giờ mình đang có là bạo thương của mình là 2657 nè, còn con Thiên Đạo Lưu đang là 2225. Nhưng mà cái lưu này nó chưa bật quy áp, thành ra mình phải tắt quy áp con kiếm để mình coi có đúng không. 2227. Đó. 2225, cho nên mình chỉ cần giảm một chút thôi là xong. Anh em hiểu không? Xả ra. Mình lên đi, rồi. Giảm lại. Rồi, 223 được rồi. Còn lại anh em đẩy vô công. Chưa? Ok. Đó. Là mình còn có 90 triệu công thôi, còn lại là với bộ thương đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ bật quy áp lên. Đó, bây giờ anh em thấy nha. Tuy là nó 2006. Đúng không? Tuy nè, bây giờ mình test lại cái vụ hồi nãy mình vừa nói, nó sẽ xét dựa trên là cái chỉ số trước khi bật quy áp. Nè, bây giờ mình bật quy áp đúng không? Con kiếm mình nó đang là nhiêu? 2006 bộ thương, nó cao hơn con Ba Tắc Đông, thì con Ba Tắc Đông nó không bật quy áp. 2002 nhưng mà vô nè. Anh em coi vô nó sẽ hiện cái ấn bạo thương cho con Ba Tắc Đông nè. Đây anh em coi nha. Đấy, anh em thấy không? Ấn bạo thương nè. Đó, dạ đúng nha, mình nói hoàn toàn là có cơ sở nha. Nó xét tất cả các ấn dựa trên trước khi mở quy áp. Đó là đối với những anh em mà 8x nha, chú ý nha. Chứ mình còn nói những anh em nào dưới thì không còn chú ý cái này cũng được. Nhưng mà cứ nghe trước đi, để mà anh em lên 8x rồi anh em sẽ hiểu nó hơn. Chỉ có cái ấn tốc này nè, là nó sẽ xét sau khi bật quy áp nha. Rồi, hiện tại mình sẽ để như vậy. Để luôn và mình chơi luôn như vậy. Chứ anh em đừng có nâng full áp tắc cho một con mà chủ đam. Tại vì đánh một con boss á, thì cái điểm bạo thương nó vẫn quan trọng hơn là điểm tấn công nha. Ok, à, để coi còn cái gì không đây. Những điểm mình cần lưu ý thì mình cũng nói rồi. Còn cái gì tìm hiểu về Vinh thì mình sẽ để trong phần mô tả cho anh em tìm hiểu ha. Còn gì không nhỉ? Nhớ nha anh em nào mà chưa có đầu siêu biến của Vinh đừng bật quy áp cho chơi nha. Cả kiếm tuyết gì hết vậy nha. Có đầu siêu biến mới được bật đối với kiếm, còn tuyết cũng không được bật. À, ok, về sách ấn đồ mình cũng đã nói hết rồi ha. À đúng rồi, anh em đi Vinh mà đi BBB á, anh em đeo giùm mình Hồng Hoàng tóc nha. Hồng Hoàng X
222 nhưng mà thuộc tính tốc nha. Nhớ nha, tốc. Rồi. Ok. Hình như là xong rồi. Nguyên hồn để coi mình nâng lên được nữa không. 10 cái lên nguyên hồn 7. À, nguyên hồn 8. Thiếu một cái vinh đúng không? Ok, cái này mình xếp sau cũng được anh em, có gì. Rồi. Ok, clip mình kết thúc ở đây nha. Hy vọng là sẽ giúp ích được anh em không ít thì nhiều. Hy vọng anh em nào chưa có vinh thì nên chơi vinh, nên ráng lấy vinh và thật là nhiều may mắn nha. Nhớ là dùng kim cương mua hàng ngày cái gói giá rẻ trước, chừng nào mà hết khả năng mua kim cương được nữa thì anh em mới dùng vé thường đổi ra nha. Vé thường đổi ra nằm trong một shop kim cương trước cuối cùng đây nha anh em nha. Rồi, ok, cảm ơn em và hẹn gặp lại ở anh em ở những clip tiếp theo. See you.